Em chào tất cả cô chú anh chị em nhé. Trở lại với kênh YouTube máy Dầu Dương ha. Lên cho anh em một con máy Kubota E7 ha. Công suất của nó là 7 PS ha. Vòng tua 2400. Maximum của nó là 2540 ha. Dòng này anh em chạy thì nó quá tuyệt vời đi ha. Dòng này dòng mắc tiền mà anh em. Đối với dòng máy nghề địa thì dòng máy E là nó đứng số 1 rồi. Con này E7 anh em nhé. Anh em chạy oxy hải sản hoặc là bơm nước cuộn gì chạy cái này là ok. Chạy gan tí là đếm từng tiếng một á. Đó, em thấy không? Tem nó còn nguyên suy ha, máy còn rất là đẹp ha. Bô lửa nó còn ok ha. Ra. Nước hơi xanh xanh nữa còn ha. Thùng dầu còn rất là nhiều ha. Dầu quá nhiều đi. Dầu này em tháo bỏ lại nha anh nhé. Anh em nào mua em tháo dầu lại nha. Rồi Kubota E7 ha. Máy còn rất là đẹp ha. Đó. Anh em nào mua liên hệ mình nha. Đấy. Anh em nào mua thì liên hệ mình giao luôn anh em nha. Hai con ngoài kia là em giao cho khách rồi ha. Em bỏ ngoài kia vệ sinh sạch sẽ để giao cho khách đó ha.